Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cúi đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm đông lần phàm phu. Không phân sang cả hàng ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chân mờ. Lớn như sông biển phổ sâu, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngậm tràn, quốc vì ba nghiệm trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm gì chẳng ngại yêu gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sao căng, đôi người tìm Phật muôn phần lạc sai. Luôn luôn tự thị có tài, biết đâu tài với chữ tay một phần. Quán vì chẳng quán nói tâm, tư duy bậy bạ lòi lầm triền miên. Quán vì theo cảnh đảo điên, chẳng tường chẳng giả nao phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng giảm suy. Nghiệm chướng bao chướng chẳng ly, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn trì giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thì tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tặng ly hào, sao giác mười nghiệm trần lão sạch dần. Bốn ngàn tám vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thay nguyện thành tâm sam bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống phải tâm vượt bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, còn cùng với Phật khi xưa một hàng, mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tự sanh, tu hành chẳng thấy mới manh, con đường dài toan tội tình còn nguyên. Ẩn đáng xấu hổ phiền, thế mà chẳng thẹn quyến thiên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm túc sống đời vô thiên. Chẳng già tội lỗi triền miên, chết xa địa ngục sai nghiền khảo tra, xuống sanh vì đôi ác ma, đâm chìm muôn kiếm thân là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sinh tử trả với nghiệp trần, hãy xem sống chết xoay vần, vô thường vô ngã thật chấn chỗ nào. Khổ đau tâm tư lâu xào, sớm còn tôi mất kháng nào phù vấn, toàn thân chẳng kháng quế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thanh cao. Mà chưa chẳng bỏ hay sao, là người có tri lẽ nào không hay. Bốn là giống mạnh không tày, tu hành tỉnh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giảng không mong mang nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng vướng muôn vàng huệ sinh. Sáu ba là mật chiến tinh, 37 phẩm tu hành trợ duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhân thế tri bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, quán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đầy đó nghìn thu, qua gây bao tội án quan thù triền miên. Nãy xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng phương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới an lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao báo nổi Phật ân, vết hiền dấu nặng ha ngân ngại chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nổi ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viễn thông, hộ trì tam bảo pháp lành truyền xa. Đại thừa chánh pháp tiến ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau.
vì nó tánh này cùng vào ấy là ơn Phật thâm sâu bao đền bảy là quan sát tội khiên tội do đấu tới triền miên chất chồng mà tánh chân muôn sự đều không chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiêu do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh tội lỗi gây nhiều trái quen. Lời kinh Phật giải rõ ràng bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh, nhân duyên mát loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàng không. Tâm tối vô chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa, cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sạch trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tụ tâm dưỡng tâm lòng con chi thành, cầu xin chư Phật thương tình trả ơn cứu độ tâm thành quy y.